Ủa anh hồi xưa cái tuổi thơ của anh có coi cái phim hoạt hình mà chú chuột đội bếp không? Có chứ, đã gọi là tuổi thơ thì chắc chắn là tôi phải coi rồi. Bây giờ sẽ cho mọi người thấy được chú chuột đó ngoài đời thật. Chuột đội bếp đúng không đó? Chính xác đó. Bây giờ sẽ gỡ cho mọi người xem. Đẹp quá gì. Đúng rồi, cái mặt này nè, cái mặt nhọn nhọn nè, mà cái đuôi dài nè. Đúng rồi, đặc biệt á là cái bé chuột này á cực kỳ quấn người luôn. Yes. Chú cha, công chúa VV xin chào tất cả các tình yêu nha. Trời đất ơi, ủa mà công chúa sao không có gì cái tay ta. Đây. Hôm nay mọi người nhìn thấy cái này là biết công chúa chuẩn bị đi đâu rồi đó. Hôm nay công chúa sẽ đi hốt chuột hamster. Gì vậy? Công chúa ta giàu có xinh đẹp là ta đi mua chứ còn cái đi hốt là đâu mà cho bà hốt đi. Quên, mình phải đi mua nó mới đúng mọi người ơi. Đó, hôm nay bà Gia sẽ quay trở lại miền đất hứa để có thể là xem các bé chuột hamster dạo này như thế nào rồi. Và đặc biệt đó là ha, đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh của công chúa nha mấy kêu đó. 5 4 3 2 1 nhớ nhấn nha. Ok la luôn. Đây, tăng nguyên một cái dàn các bé hamster siêu cute hột me luôn mọi người, mà giờ sao bắt được. À đây, thấy dám cầm giùm thấy dám. Ta là vệ sĩ, thấy giám hồi xưa nha, giờ hiện đại không có. À, là gọi là vệ sĩ hả? Ok la luôn. Đây, mọi người có thể thấy những bé chuột hamster. Giống này là giống gì đó mọi người? À. Robo. Sao biết? Trời ơi, tôi có nuôi sao tôi không biết? Trời ơi, hay dữ vậy ta. Đó, tại biết sao mọi người, mấy bé Robo là cực kỳ nhanh nhẹn luôn, mình đụng cái là chạy nè đó, chạy. Đụng rồi. Trời ơi, nguyên một cái chỗ của ta. Ôi luôn cái kêu ơi. Dễ thương quá vậy. Đó, đây là anh chủ đã chia cho mình á, là bên cái phần này là quá trời bé mà lông mà kiểu mà màu xám đen á anh. Xám đen vàng. Còn bên đây là những bé lông trắng. Anh chia một bên là con được, một bên con cái không á bà? Không, chia theo màu lông. Đây là những bé mà lông trắng xám. Ê bà gì? Sao chưa nắng người ta đang ngủ rồi bà ồn ào quá vậy? Lớn như vậy sao? Trời nó vậy đâu, nó ngủ phê đâu luôn anh. Nè nhìn bên này nè. Trời ơi, ngủ mà gục cái đầu vô luôn vậy? Đúng rồi, ngủ mà nằm mơ ôm nguyên một cái khay đồ ăn luôn. Trời đất ơi, hú hồn chim én chưa? Hôm nay chúng ta sẽ làm thử thách đột nhập động hamster. Trong đây là có 4 bé đang ngủ say sưa giấc nồng, là ở ngoài đây thì có thêm 5 bé nữa đó. Bây giờ mình sẽ kêu vậy. Hello. Tụi mấy bà này chắc là ham ăn lắm, là ngủ mà ngủ trong cái chỗ ăn uống luôn mới chịu. Trời, công nhận cái khoái chui gút vô nhau quá ha anh ha. Cái mặt chất bóp mà cái mũi đỏ dữ luôn á. Ê, nhìn kìa. Trời ơi, hôm nay mới thấy con người hả? Trời ơi, lâu quá rồi không nuôi mấy bé này, thấy cưng quá mọi người. Còn tập đoàn này ngủ mà không thấy trời chăng mây đất gì hết trơn á. Trời ơi. Ui. Báo nữa. Vậy hết trơn kìa, nho nguyên bầy luôn rồi. Tại anh làm mấy nhỏ vậy hết trơn rồi đó. Thôi mà không sao đâu, trời chiều rồi, vậy đi ăn đi tụi con đi. Trời ơi, anh thấy mấy cái cỏ này không? Đó, cái này là mình có thể vừa lót chuồng cho mấy bé, mình có thể vừa cho mấy bé ăn được luôn. À, còn bà này hồi xưa mình có đuôi phải không ta? Đúng rồi, đây là dòng Winter Wild. À, ủa phải không? Này như em thấy chạy cũng nhanh là Robo quá anh ơi. Đúng rồi, Winter đó. Không, Winter hay Robo? Winter hả? Sao thấy chạy nhanh quá vậy? Hay là bạn nào biết comment đi, ta GV lâu quá không nuôi chuột GV quên rồi. Đúng rồi, đó bạn biết comment nha. Bên đây là mấy bé là trắng bóp luôn. Quá trời cute nha. Trắng giống như là chồng của bé Cappuccino vậy. Rồi, các bạn này là có một cái chớm đen trên đây nè. Đây bạn này cũng vậy nè. Thôi chớm đen nhìn dễ thương quá. Hai bạn này là chớm đen nè. Thấy cưng không? Trời ơi nè, cho cọng cỏ nè, ăn thử coi coi. Ôi ôi dễ thương quá nè. Đó, hello. Trời ơi, chuột ta đây đã có đồ ăn sang chảnh, ăn cỏ của bà. Đây mới là Winter Wild đây, chính xác luôn. Đó, Winter Wild dòng sắp đây. Đúng rồi, anh này kêu là sắp là chuột nè. Đây quá trời cute luôn. Đó, anh kia kêu trà sữa nè, vàng chanh rồi. Đó rồi, coi cái anh kia đang ngủ nè. Nhớ quá trời nhớ luôn mọi người. Cái tay mà đó. Đó, đưa cái mỏ lên vậy đó. Ôi trời mới nói thế vậy luôn rồi. Trời ơi, anh ồn quá. Không có con bà ngủ phê đâu luôn. Giơ chân giơ tay lên kìa. Đó. Nhìn nó ngủ giúp Gino ở nhà quá ha. Quá trời cute luôn ha. Cái anh sóc chuột rồi, dễ thương như con sóc vậy đó. Hồi xưa bà Gia nuôi chấn động bờ kè bởi vậy hả? Giờ nhìn lại nhớ hồi xưa kìa mọi người. Hồi xưa là lúc mà chưa có Gino là nuôi chấn động luôn. Đó, giờ đây cũng là những bé Winter Wild. Đây mà màu vàng chanh. Cái màu này là màu hiếm, hiếm lắm. Đúng rồi, màu vàng chanh và màu trắng nè mọi người. Bên kia vàng chanh là có nguyên cái đường sọc nữa, là rất là xịn sò nha. Ê mà mấy bé này lớn lên nhìn đẹp lắm, nhìn giống như cục bông gòn vậy bà. Đúng rồi, còn bé này là màu xám nâu. Ê, trời ơi, chưa tỉnh ngủ nữa. Ngủ mà sao ngủ cái cục không thấy cái mặt đâu hết trơn á. Ê hú vậy luôn. Vậy trời đất ơi. Cười. Thôi bạn ơi, ta ngủ tự nhiên kêu ta dậy hoài đó, ta không dậy rồi cứ kêu ta dậy hoài bạn ơi. Vậy cho mấy bạn kia coi. Mai mốt ở nhà ba đang ngủ mình kêu bạn dậy, bạn chịu không? Không. Ủa sao các bạn này to quá vậy? Trời đất ơi, chùm trường chị đại chị đại và học sinh mới đó. Hiện tại là chỉ có chị đại thôi, chưa có học sinh mới nha mọi người. Đó rồi, giờ hết hồn nhỏ rồi.
Trời ơi, ảnh to kìa, đây là dòng bia. Bia thì sẽ to là to như mấy keo là rất là cute luôn. Đây là bia, là bé bia lông xù nè. Dưới đây thì mình sẽ có bé những bé bia của Việt Nam. Bé thì bé bia con này, nhỏ con. Còn nhỏ nè. Đúng rồi, mà đặc biệt là những bé bia là hả, lúc còn nhỏ là thấy là bự gấp đôi những cái bé mà Robo với lại Winter Wild á. Mà đặc biệt á là hả, bia thì mới có lai bò sữa trắng đen thôi, còn hả mấy cái dòng như Robo với Winter Wild thì không bao giờ có bò sữa hết. Nói uổng chứ hồi xưa bà Dê cũng khoái nuôi nhưng mà không có kiếm được bò sữa mọi người. Hả? Có một bé bò sữa đang ngủ, trời ơi không thấy cái mặt đâu hết anh ơi. Ủa sao em này giống như tôi kỹ chốt chân mình hả? Đó, bây giờ là bà Dê sẽ đụng vô thử coi ảnh sao. Hello. Hello. Trời cái đít. Ủa chú cái đầu lên. Ôi trời, đấy mình chắc móc tưởng sao được cái đầu lên nuôi à. Hello, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ủa, bà nội nào kêu vậy vậy? Trời đất ơi, đang ngủ mà bà ơi. Qua nhập vô luôn rồi đó. Ủa, đi kiếm chỗ ngủ khác. Trời ơi, cái chỗ này ồn quá, để tôi kiếm cho bà em yên tĩnh tôi ngủ đi. Trời ơi, anh đưa mà anh ngủ tiếp rồi anh. Quá trời ơi, đất luôn à. Bên đây có một bạn bò sữa đen nữa nè anh. Trời, mấy bạn bò sữa này thấy cưng quá bà ơi. Đúng rồi, quá trời cutie luôn. Chắc phải tuyển cặp về nuôi nó quá. Trời, bớt, bớt, bớt. Nuôi Gino, nuôi hai bé cappuccino, rồi nuôi thêm cá. Mà cá là cá ở dưới sân thượng, rồi ở dưới nhà, rồi ở trên phòng anh nữa. Rồi muốn nuôi gì nữa? Nuôi con Mon nữa. Ừ, nhiều lắm rồi. Hai chuột nó đi. Hai. Còn một dòng chuột nữa cực kỳ độc lạ luôn. Hồi xưa là bà Dê có làm riêng một clip về bé này. Hôm nay mình lại gặp nữa rồi, bé kêu đó là chuột đuôi mập đó. Đây cho mọi người xem những bé chuột đuôi mập đó. Là cái đuôi là cực kỳ to luôn và cực kỳ dài luôn và còn mặt ú nữa kêu. À, đặc biệt là cái màu lông thì bà Dê thấy cái màu lông giống như là cái màu của Winter Wild á anh. Sao mấy bạn này có cái đuôi lão quá vậy? Thì nó mới gọi là chuột đuôi mập mà. Tại vì cái đuôi rất là mập. Đặc biệt. Ủa vậy rồi lỡ có con nào đuôi ốm thì kêu chuột đuôi ốm hả? À không, không có. Con đuôi ốm mà. Không có đuôi đó. Ê mà các bạn ơi, cưng quá đi cái chạy ra coi cái đuôi nó dễ thương quá. Đó, đây đây đây. Cái đuôi kìa. Ôi, mà đặc biệt, trời ơi, nhìn nhau kìa. Trời ơi, thấy ghê vậy? Không? Trời ơi, còn bà kia bắt đầu cái hang bắt vô, bắt có cái nhà trong đó kìa. Ờ, mà anh thấy đặc biệt á là cái bé này cái mặt cũng khác như bé Hunter nữa, là cái mặt nhọn nhọn lên nè, anh thấy không? Cái mặt đó đó, đó còn nhoi thôi nữa nè, đó, rất là lanh luôn mọi người đó, mọi bà Dê để cái tay là mà coi là ảnh trò lên thấy nè. Ờ, anh muốn nhảy anh lên tay bà Dê. Anh lanh lắm luôn, anh lanh lắm luôn á, rất là dồi con gái. Con chị này đang đầu hang rồi, thích ngủ rồi, chạy ra luôn kìa. Con mắt á thì nhắm buồn ngủ mà hả hả hóng chuyện lết lết ra bó tay luôn trời. Hình như là tôi thấy có cái móc khóa mà thú là bông hình cái con này á nha. Ủa vậy hả? Có đúng không? Rồi, đúng rồi, như tôi thấy bữa tôi thấy dễ thương quá giờ. Đó, ở đây thì cái chuồng này sẽ có 5 bạn chuột đuôi mập như mấy keo hả? Bạn nào mà có nuôi cái giống này á thì comment phía dưới cho bà Dê biết nha. Anh này là tranh thủ người ta đang đi chơi không ai để ý, anh móc con cỏ lên. Trời ơi, quá lộn. Trời nhảy lên tay cho. Trời ơi đây. Đó, đó. Ủa dễ thương quá vậy. Biết rồi, biết rồi. Chị Đại và học sinh mới. chị Đại. À, cái này là chị Đại nè, học sinh mới. Đó, học sinh mới rồi, chốt đây ngoài ăn. Còn rén quá, trời ơi, ảnh nhoi kìa. Trời ơi, nè, nè. Không giữ không? Đó, thấy kẹt dữ. Anh này cũng dữ lắm nè. Đó, đúng. Bé hai bà này cực kỳ nhoi luôn. Trời ơi, kế bên anh ơi, đó. Kế bên tôi gì? Có một bạn nhím siêu to khổng lồ luôn. Kế bên là tôi. Không á, nhìn như này. Trời, không quan tâm gì tôi nãy giờ lo mấy bạn thú cưng không à. Tất nhiên rồi, lẹ quay cho mấy bạn xem. Trời ơi, bạn nhím khổng lồ luôn vậy. Chính xác luôn, mọi người có thể thấy để so nè đó. Bạn nhím là bự bằng cái tay bà Dê. Trời ơi, bà Dê chỉ cần để gần như vậy vô luôn mà ghen quá gì. Bà Dê chỉ cần để gần là bạn đó là bắt đầu xù lên liền, là giống như có cảm giác có người cầm lên. Ôi, bạn nhím này là bự bằng một cái bàn tay của bà Dê luôn á. Ôi, bàn tay bự vậy nè. Đó, mà cái này là chỉ cái lưng bản thôi nha, còn hả quy một cái người tròn của bản nữa đó. Ê, bạn ấy thức rồi kìa. Đúng rồi, hồi nãy giờ là ngủ nhìn như cục gai vậy mọi người, bây giờ thức rồi thì người sẽ dài ra. Bà Dê dám bắt không? Không. Sao? Trời ơi, đấm vô tay đó. Cái này là phải có người chuyên bắt mới bắt được. Ủa vậy chứ sao bé chuột thì dám bắt hay vậy? Tại bé chuột lông mềm. Ủa anh hồi xưa cái tuổi thơ của anh có coi cái phim hoạt hình mà chú chuột đòi bếp không? Có chứ không? Đã gọi là tuổi thơ thì chắc chắn là tôi phải coi rồi chứ. Đó, bạn nào mà có coi phim hoạt hình đó rồi cũng comment phía dưới cho bà Dê biết luôn. Bây giờ bà Dê sẽ cho mọi người thấy được chú chuột đó ngoài đời thật. Ê, mẹ con vậy có vụ tôi không? Trời ơi, vụ gì thì sống thiệt, cái này là có ngoài đời luôn. Trời ơi, chứ cái con đó là nhân vật hoạt hình thôi mà làm gì có thiệt ngoài đời. Thì đó, giờ anh tưởng là có trong phim thôi đúng không? Tưởng ảo mà cái đa đúng không? Cái này là có ngoài đời luôn đây. Gọi là chú chuột đầu bếp. Tên tiếng Anh là gì phải không? Dumbo Rat. À. Đây. Chuột đầu bếp Dumbo Rat. Chính xác. Đó, bây giờ bà Dê sẽ gỡ cho mọi người xem nè. Wow, đẹp quá vậy.
gì? Trời ơi, đúng nhìn rồi, giống Bà Giang không? Đúng rồi, cái mặt này nè, cái mặt nhọn nhọn này mà cái đuôi dài nè. Đúng rồi, đặc biệt á là hả Bà Giang nghe hà mấy anh nói á là cái bé chuột này á cực kỳ quấn người luôn. Có nghĩa là rất là thân thiện với lại người. Đúng rồi, bởi vậy trong phim hình mới làm đồ ăn phụ người á. Phụ làm bếp luôn. Mà về em mua bé này về để phụ em làm đồ ăn. Ủa vậy sao nãy tôi kia mua con kia không cho? Ờ dạ. Cái gì có lợi cho bà là bà làm. Nói chung là hả hôm nay mình tham khảo trước mọi người, mốt là mình muốn mua thì mình sẽ mua à. Đây. Thôi bây giờ không nói gì nữa, bây giờ mình coi đi, hình như là mấy bé này hình như là mấy bé baby à. Đúng rồi, mấy bé nhỏ thôi mà cái lông cực kỳ mịn luôn nè mọi người. Vuốt nhẹ nè cưng ơi, trời ơi, đang ăn nè. Trời ơi, anh ơi. Về nấu mì ý cho chị Bé ăn đi con. Đúng rồi. Trời ơi, nấu món mì ý là phê lò nha bé. Đây. Ở đây bà Dê thấy có rất là nhiều màu lông. Đó, ở đây là có một cái bạn mà trắng bóc nè, mà có cái sợi vàng vàng xíu. Ủa sao đang người ta đang quay phim ông gãi chân gãi tay. Ủa em để ý là cái bàn chân bàn tay đó đủ 5 ngón luôn. Ủa rồi vậy thì đúng rồi em ơi. Ê trời bên kia đang chơi cái gì mà ôm nhau nguyên mọi. Dễ thương quá vậy. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Hát trái đất này là của chúng mình à. Cái chuồng này là của chúng mình à. Ôi trời ông kia làm gì hai cái tay lên. Ôi trời đất. Trời ơi rồi lấy ra luôn. Trời hú hồn coi nhìn trời ơi quay gì vậy bà. Dạ. Ơi ông kia ông chơi dễ thương quá ha. Ê có nhìn mình cánh nhìn kiểu là hả ủa đang quay gì vậy trời. Ủa tôi đang quay ông đó ông ơi. Hello à trời cu teo quá mọi người ơi. Ơi có rất là nhiều màu luôn. Ê kìa. Ủa lo nhau dễ sợ có chút chiếu mà tè vô bạn ơi. Trời mấy ông bên đây mặc đen thui không à. Ờ thấy cưng quá à, này lại mấy anh cho phi. Đó, còn bên đây là sẽ là có một bạn này lông đẹp anh. Lông màu xám sữa. Trời bạn này là đúng là chuột ở bên châu Âu, châu Mỹ luôn đó. Lông cà phê sữa. Đúng rồi, tại vì nó xứ lạnh nên cái màu lông nó nhạt nhạt gì đó, tóc nâu rồi. Mà em để ý là cái đuôi cực kỳ dài. Đó, không phải giống chuột hamster. Trời ơi, con ông kia ông đứng mà cái lưng ông có cái sọc đen dài sọc kìa. Lạ quá he. Lạ quá he. Trời ơi, quá trời cu ti luôn. Ai ai nhìn cà gãi ngồi. Trời cái gì mà leo lên cây vậy. Trời ơi, chuột mà như chim bay luôn. Thì đó, nhảy xuống cả. Nhảy xuống cả. Nani. Có chuột thì phải có mèo, giống như là Tom and Jerry gì nó mới kêu. Bởi vậy bà Dê vừa phát hiện được có hai bé mèo trong đây cực kỳ là xinh luôn. Bây giờ mình sẽ gỡ cho mọi người xem. Trời ơi quá vậy. Cái người dài thon nè, là con là 2, 4, 6 này là dài gần 60 cm đó. Trời ơi cái bà mèo này là chùm nịnh người luôn. Đúng rồi đó, coi coi vú nè. Ở phê. Bà về nhà mà mỗi lần mà bà ngồi xuống một cái là leo lên người bà ngồi liền. Đó thấy chưa? Thấy vuốt bà này cái bà này lết lại liền. Bà leo lên trên giường nằm một cái là chui vô ngủ chung với bà liền. Đúng rồi, rút vô người mình liền quá cho cu ti luôn mọi người. Rồi vuốt rồi nè. Ôi ơi vuốt phê rồi. Trời ơi cái đuôi bà kìa. Dễ thương á. Trời đất ơi đúng là xinh luôn. Thấy có người nó hơi người là khoái liền ha. Mà đặc biệt mấy bé mèo này là không có sợ chuột. Ôi trời. Mà chuột cũng không có sợ mèo. Ôi trời, chuột ai sợ ai? Là bạn bè với nhau. Chơi nhau được. Đúng rồi, quá cho cu ti. Còn Mon ở nhà bà Dê là mèo chuột gì anh cũng sợ hết trơn. Ủa? Mon là đại sứ hòa bình mà. Thì đó, cái gì cũng sợ hết trơn. Ủa trời anh đứng kìa. Trời ơi đẹp không? Trời ơi lông trắng như tuyết đó mọi người. Nhìn như bà tuyết vậy đó. Ủa mà cái lông cũng dài quá ha. Ôi đất ơi dễ thương. Này trời ơi định mà bê dữ luôn á. Định để ẩm ra đó. Trời ơi trắng tinh. Trời ơi định để ẩm ra chứ nhờ. Quá trời cu ti luôn mọi người. Hai chắc bà Dê cũng xin kết thúc clip tại đây rồi. Trong thời dính đây hỏi là mê quá hốt về hết không chừng tốn tiền đất. Rồi ok bây giờ bà Dê sẽ xin kết thúc clip tại đây. Nếu mọi người thích clip hôm nay đừng quên nhấn like subscribe để ủng hộ kênh của bà Dê nha. Rồi ẩm hai người luôn nè. Trời đất ơi đòi kìa. Trời ơi đòi ẩm luôn kìa. Quá trời thương rồi. Hai bây giờ bà Dê sẽ kết thúc cái đây mọi người. Trời ơi.